không buộc cho chắc chắn vào không lại đổ. Tôi buộc cái dù chả đổ. Mà tôi thấy cũng lạ thật đấy, mùa đông thì ông này đòi đi bán kem. Bà đúng là không có cái tố chất kinh doanh gì cả. Đấy là cái tầm nhìn chiến lược của tôi nhá. Mùa đông không ai bán, một mình tôi bán mới đắt hàng. Nhưng mùa hè ai bán thì nói chuyện gì nữa. Bà đúng rồi. Thôi ông đi đi. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi những chữ nghèo thì ai biết. Công danh trong tay không có tiền bảo ai nghe. Bác ơi. Cháu ơi. Kem bác bán thế nào đây ạ? 2.000 một chiếc, cháu lấy mấy chiếc? Bác có đổi dép hỏng không ạ? Xoang hỏng, dép rách, bác đổi hết nhá. Vâng, thế đợi cháu về cháu lấy. Ừ, về lấy nhanh lên nhá. Lại khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Bao nhiêu năm... Ba ơi, dép với xoang đây ạ. Đâu bác Trần à? Chỗ này của cháu chỉ được 2 cái thôi. Hả? Nghe. Vâng ạ. Ừ. Đây, 2 cái của cháu đây. Cháu xin ạ. Ừ. Cháu cảm ơn. Ừ, nha. Đại gia mua cho bác nhá. Vâng. Bán thế nào ấy bác? Bác bán 4.000 một chiếc. Thế bác có những loại kem gì? Bác có kem sữa dừa này, kem sô cô la này, kem đậu xanh. Cháu lấy cái nào? Cho cháu kem sữa dừa. Sữa dừa nhá. Kem ngon đấy cháu ạ. Đây. Bảo là kem sữa dừa. Cháu ăn chẳng thấy miếng dừa đâu cả. Bác ăn thử xem có miếng dừa đâu không. Ừ, xem nào. Cái này là hương vị dừa. Hả? Hương vị dừa thì bác phải nói rõ ra chứ. Cháu tưởng là có miếng dừa cho mới mua. Thôi, quen này cháu không trả tiền đâu. Bác ăn hết đi. Khó tính thế nhỉ. Bác lấy cho cháu que đậu xanh. Nhưng mà bác nói trước nhé, đây là hương vị đậu xanh nhé, chứ không phải có đậu xanh ở trong đấy đâu. Lại đến lúc lại bảo là bác không nói trước. Đấy, bác lấy cho cháu đi. Ừ. Ô kìa. Đây. Sao bác lấy bốc rẻ của cháu? Giờ cháu mang về cháu ăn. Ông bốc rẻ này chảy hết. Giờ cháu ăn được. Thôi bác ăn nốt đi. Vừa lấy cháu bốc ra cháu ăn thì khổ.
lấy cho cháu cái khác đi. Đây của cháu đây. Thế kem sô-cô-la thế nào bác? Sô-cô-la nhưng cũng là hương vị sô-cô-la thôi, chứ không phải là có hạt sô-cô-la trong đấy đâu nhá. Vâng, thế bác lấy cho cháu một que sô-cô-la. Đấy, hóa trước là hương vị thôi nhá. Đây, hương vị sô-cô-la đây. Bác bóc luôn cho cháu đi, để cháu ăn. Đây là cháu bảo bác bóc ấy nhá. Bác lấy cho cháu que sô-cô-la khác đi. Thế rồi, bác hết rồi. Chả còn que nào kìa. Thế thôi, cháu trả tiền que này. Bác xin nhé. Hết kem rồi mà tiền trả thấy đâu là nào nhỉ?